Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All about it, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Lần thi Hoa hậu lần này, các thí sinh có sự tiến triển rất là tốt, có những cái cố gắng tập luyện ngày đêm để đạt được những cái ước mơ và mục đích của họ. Tôi là Bích Du Phùng. Tôi rất vui, hạnh phúc và hãnh diện khi đến với cuộc thi Hoa hậu Phu Nhân Áo Dài Việt Nam Texas. Em tên là Jacqueline Huyền Trâm Nguyễn và em 18 tuổi. Em từ Dallas, Texas về đây Houston để thi cuộc thi Hoa hậu Áo Dài. Và em rất vui mừng vì em được góp tay vào để giúp gìn giữ văn hóa Việt Nam. Và em sẽ có một màn trình diễn rất là hay cho quý vị coi. Cuộc thi Miss and Miss Áo Dài Việt Nam để chúng ta có thể phát huy được những gì đẹp nhất của người phụ nữ Việt, những cái gì mà chúng ta được gọi là phong dung ngôn hạnh và những gì thuộc về 4.000 năm văn hiến, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với cuộc thi. Nơi nào có tà áo dài Việt Nam là nơi đó có hình ảnh thật là duyên dáng, thật dịu dàng và thật đẹp của phụ nữ Việt Nam. Và chúng ta mong rằng hình ảnh đó sẽ tiếp tục lưu truyền mãi, mãi mãi và sẽ sánh vai với lại tất cả các nước khác. Và chúng ta là người Việt Nam đáng được hãnh diện. Like